Đau dạ dày vốn được coi là căn bệnh kinh niên của nhiều người. Lâu nay thì ai cũng nghĩ rằng chỉ có người lớn mới mắc bệnh này. Thế nhưng một khảo sát được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây thì lại cho thấy một thực trạng mà nhiều phụ huynh sẽ phải giật mình khi mà ngày càng nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 12 tuổi, mắc các bệnh liên quan đến dạ dày như là viêm loét, xuất huyết dạ dày. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này? Ghi nhận sau của phóng viên VTC14. Sau 10 ngày ra viện, cháu bé này đang thực hiện thám lại. Trước đó thì cháu nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết dạ dày. Vì cháu hôm ăn ở nhà bà toàn cho ăn cháo, ăn mì, ăn cơm, nó đôi khi ép và tôi là không đi khám thì bác sĩ bảo là xuất huyết dạ dày nội soi. Nhưng mà hôm nay mình nên lấy kết quả thì chưa biết nguyên nhân là tại sao, ăn uống cái gì, hoặc là đôi khi người bác sĩ bảo xem phim, mà vừa ăn vừa xem phim cũng bị gây ra xuất huyết dạ dày. Còn với cậu bé mới 6 tuổi này, do còi cọc mà hàng ngày ba và mẹ luôn phải ép ăn. Có lẽ vì thế mà Phát đã bị đau dạ dày gần 3 năm nay. Bạn ấy rất là lười ăn từ bé rồi, nên là bố mẹ cũng sốt ruột và cũng có đôi khi là cũng hay ép cháu để cháu ăn. Và hơn nữa thì cháu hay có cái biểu hiện là bị đau dạ dày, đau bụng ấy. Đau bụng thì dẫn đến là cứ mỗi lần cháu ăn thì cháu lại kêu là đau bụng. Bố mẹ cứ nghĩ rằng là do cháu lười ăn nên là cháu có những cái chiêu trò. Nên là bố mẹ cũng rất là cố gắng để cháu có thể ăn được. Trường hợp của bé Dương hay bé Phát cũng đang là tình trạng chung của nhiều trẻ em hiện nay. Và nguyên nhân thì phần nhiều bắt nguồn từ chính thói quen chăm sóc của gia đình. Thì phải nói đến là cho đến bây giờ chưa có một cái bằng chứng khoa học nào người ta nói đến có cái mối liên quan của cái vấn đề đó. Tuy nhiên, một cái dạ dày mà nó muốn tiêu hóa được thức ăn tốt thì em bé phải được ăn uống đúng cách. Đúng cách là như thế nào? Các con tập trung vào cái chuyện ăn uống. Cái thứ hai là các con ăn chậm, các con nhai kỹ, không có các cái sự xáo trộn trong các cái bữa ăn, không có các cái stress, không có các cái căng thẳng. Lo ngại hơn, nghiên cứu tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương với trên 620 bệnh nhi từ 2 đến 16 tuổi được chẩn đoán viêm dạ dày tá tràng do vi khuẩn HP đến khám tại bệnh viện trong 2 năm gần đây cho thấy trên 72% bệnh nhi có người thân trong gia đình có bệnh lý dạ dày tá tràng. Điều đó cho thấy có bằng chứng về sự lây truyền HP giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là từ mẹ sang con ở lứa tuổi nhỏ. Và thói quen mớm cho con ăn có thể là đường đi gián tiếp lây truyền căn bệnh này. Còn riêng với vi khuẩn gây viêm dạ dày tá tràng, đó là Helicobacter pylori, thì đây là loại vi khuẩn mà nó lây qua đường phân miệng, qua đường ăn uống. Thì cũng có thể là những cái chuyện mà ông bố bà mẹ bị nhiễm những cái loại vi khuẩn này mà chúng ta có cái sự tiếp xúc gần, chúng ta nhai mớm thức ăn cho các con thì sẽ làm gia tăng cái tình trạng lây nhiễm. Và cái này người ta cũng chứng minh qua rất nhiều các cái bài báo khoa học. Bên cạnh việc là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi mắc suy dinh dưỡng và loại cao trên thế giới, thì những thói quen chăm sóc sai lầm của nhiều cha mẹ đã làm cháu Dương, cháu Phát và nhiều trẻ em khác chẳng thêm được chất mà chỉ thêm bệnh.